con này lâu chưa? 3 tháng. Có biết thay lưng không? Cái này em... Hôm nay thì lại có một anh khách mang con 14 Plus. Anh ấy mua qua tay của một người bạn mang qua để lên đời. Và ở cái thời điểm bây giờ ấy, kể cả những cái thời điểm về trước ấy, thì anh em mua qua tay cũng rất là nhiều. Và giá thì có khi cũng rẻ hơn được vài ba triệu. Nhưng mà chính vì thế mà anh em không biết được cái con máy đấy nó có còn zin hay không, nó thay thế sửa chữa gì hay chưa. Anh em không thể biết được. Em thì em cũng không biết là cái con máy này ban đầu là anh mua bao nhiêu tiền, bởi vì anh bảo là mua lại của một người bạn nên là anh cũng ngại chia sẻ. Nhưng mà kiểm tra ban đầu về hình thức bên ngoài ấy, thì con này hình thức khá là xấu rồi, xung quanh viền là chóc sơn hết rồi. Con này thì không đủ điều kiện lên đời bên em ấy, tại vì hình thức nó quá xấu ấy, anh. Với lại con này của anh thay lưng rồi đúng không ạ? Nên không lên đời được. Bên em chỉ nhận lại hình thức của anh là con này thôi, để anh lên đời bên em thôi. Nếu mà đối với tình trạng máy này của anh, nếu mà anh mà muốn lên đời bên em thì em mở ra bên trong và zin những thứ bên zin thì em có thể nhận lại thanh lý của anh với giá tổng khoảng 11 đến 12 triệu. Trong cụ thể có bao nhiêu anh? Nếu mà con này mở ra bên zin thì em có thể nhận lại thanh lý của anh khoảng 1,5 triệu. Năm một thôi. Thế em gửi lại anh thôi.